Ây da, vứt ở đâu bây giờ ta? Vứt vào đây cho em chị gái ơi. Không thấy chỗ nào để vứt nhỉ? Làm sao bây giờ ta? Chị gái ơi, vứt vào đây, vứt vào đây cho em. Là sao ta? Không hiểu lắm. Này nha, mù cũng thấy mờ mờ nha. Không thấy tôi đưa cái bát ra đây cho mà đừng à. Ôi, cay thế nhờ. Xin mà ăn miếng xương mà chị gái cũng không cho ạ. Bẩn thiệt chứ. Hôm nay em muốn ăn gì nào? Ơi, à, thằng này láo thật đấy. Mày vừa làm gì người yêu tao? Mày biết bố mày là ai không? Bố em là người đẻ ra em ạ. Thôi nín đi em, người cũng đã không còn rồi. Chúng ta phải vui vẻ hạnh phúc sống tiếp thôi. Ê thằng kia, hãy cho mày nhái tiếng tao. Bực mình rồi đấy nha. À, thằng này là gì thật đấy. Đứng lại đó. Uầy, kêu nó có một chút mà nó nóng thế nhỏ. Nó giận rồi hay sao ấy, không thèm quan tâm mình luôn ạ. Anh chà, anh ra biết tí ngoại ngữ sang hẳn ha. Nói chuyện được cả với gà cơ à. Đỉnh đấy. Ai đây? Hey. Uầy, mùi đừng lo, đã có huynh ở đây rồi. Uầy, võ công cao cường thực sự luôn ạ. Ok, làm hấp nước nào. Nó đấy. Ơ, sao lại thế? Không thể tin được, là mày á? Méo phải tui. À không, sai miệng này thì phải là ở đây chứ. Thôi xong, hập chọi. Ui, sao mà chối được? Tưởng đổi tội cho người ta mà dễ à? Không mở được à? Ok. Bruh. Wow. Chị gái đúng kiểu là chúa tể của sự sáng tạo, thần đồng phát minh, thiên tài của những ý tưởng mọi người ạ. Ha ha, hãy xem đây. Game là dễ. Chiu. Wow. Wow, anh ấy thật dũng cảm luôn à. Thật là ngưỡng mộ anh ấy quá. Cái gì đây? Làm cái gì đây? Wow, cảm ơn Pro, thank you Pro nhiều nha. Yeah. Khoan, mình có một bất ngờ dành cho mọi người đây. Ta-da, một món quà. Em biết bên trong là cái gì không? Em không biết ạ. Và nó là... Không lẽ nào lại là một sinh nhật bình thường? Em à, tặng cho em này. Wow, em cũng có quà cho anh này. Hả? Em tặng quà cho anh? Nó là cái gì đấy? Đừng, xin đừng mở trước mặt em. Ok, anh đồng ý hai tay hai chân với em luôn. Cô ấy tặng quà cho mình. Ôi, mưa rồi. À không được, sao mình có thể lấy món quà của cô ấy ra che cơ chứ? Mình sẽ bảo vệ nó. Ui, hôm nay trời mưa to thế nhở? Cuối cùng cũng về đến nhà. Xem cô ấy tặng mình cái gì nào. Ui, thiệt là vô nghĩa thiệt chứ. Bảo vệ cây dù khỏi cơn mưa. Ảo thật đấy. Nó không biết mình ở đây. Kaka. Đâu đâu? Ui, nó kia kia. Nó đang tìm mình hay sao ấy? Nó nhỏ thôi, nó phát hiện bây giờ. Quay video à? Ui. Mà chị gái giật hết cả mình luôn mọi người ạ. Không nhận là chị gái cosplay chú Nai giống thiệt chứ. Cuối cùng cũng xong. Hay. Ơ, cái thang đâu ta? Sao thế nhở? Nó ở ngay đây mà. Ơ. Ơ. Sao chân mình không tới ta? Ôi, con với chàng cái, bố thì sửa điện, hộc cả mồm ra. Con ở dưới thì nhấc thang không cho bố xuống. Anh ơi, anh ơi. Có cửa.
Chào anh. Có phải anh thất lạc một con mèo? Ừ đúng rồi. Màu đen à? Đúng vậy. Tôi vừa nhìn thấy nó. Mắt mèo à? Ở đâu đấy? Anh cứ đi theo tôi. Anh à, vậy là cũng tìm thấy con mèo rồi mọi người ạ. Anh trai tốt bụng nghe ha. Được đấy, một clip ý nghĩa. Đình 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 đình. Kia kìa anh bạn, ở trên tấm poster ấy. Okay. Ây chà, một phát minh vĩ đại của nhân loại mọi người ạ. Hóa ra mày cũng chỉ cắt được giấy thôi à? Thì mình cũng làm được mọi người ạ. Nhưng mà với điều kiện mỗi tầng một mạng. Hí, game là dễ, lại gần đây là ăn chắc rồi. Hí. Nope. Ui, khó thế cũng làm được ạ. Mọi người thấy chưa, đâu phải cứ xuất phát ở vạch đích là thành công đâu. Của ai đấy? Sao mà lại có một chiếc dép màu hồng ảo ma Canada thế này nhờ? Ui, nhìn to thế nhờ? Dép của lọ lem nào đi lễ hội đánh rơi đây? Chắc là hoàng tử đang đi kiếm người mang vừa nó đấy mọi người ạ. Trời hôm nay nắng thế nhờ? Bây giờ mày muốn đi đâu? Đi giải cứu thế giới chứ còn đi đâu nữa? Chào tất cả mọi người nha, bọn mình đi đây. Ui, người nhện ở Bình Dương à? Nghệ phết nhờ. Hai ông đấy như kiểu bị dán keo con voi vào nhau ấy mọi người ạ. Thì cháu đi thử đôi này có hợp với cháu không nào. Bác vói hộ cháu cái đôi trên kia nữa. À chà chà, nhìn thì cũng được đấy. Nhưng mà thôi, bác ơi cháu bảo này, cháu ưng đôi này rồi đấy. Nhưng mà cháu để quên tiền ở nhà mất rồi. Bác cất vào mai cháu quay lại lấy. Quá nhanh quá nguy hiểm mọi người ạ. Ảo thật đấy. Ông ơi, cố lên nha. Mau khỏe lại nha ông. Anh trai ơi, ông ở đây cơ mà. À quên anh lộn. Ông nhớ lời con nha ông. Mau khỏe lại nha ông. Uầy, chán thiệt ý mọi người ạ. Có lẽ đây là lý do tại sao ông mệt với con cháu quá đây mà. Uầy, một chú chuột Jerry cực kỳ là đáng yêu mọi người ạ. Mấy đứa bắt đầu thích rồi đấy. Chắc là đem về nuôi luôn. Alo em yêu à? Tối nay anh sẽ về sớm. Ok, ui. Hello anh trai, em là cướp nè. Tại điện thoại đây, anh lại đây mà lấy. Ma cái thằng này, cay thiệt chứ. Điện thoại này anh trai. Cố gắng lên anh, đuổi đi. Ôi, anh trai kia bất lực luôn mọi người ạ. Cái này chỉ áp dụng cho những người xe còn mới thôi. Chứ xe cũ rồi vứt xe đuổi theo tần cho một trần chứ chả đùa luôn ấy. Mọi người thường nhìn tôi với ánh mắt là một người tàn phế. Nhưng thực sự đây không phải là một khuyết điểm. Đây là một tính năng. Mọi người nhìn này, em quay sát vào đây. Ở đây nó có một ký hiệu cực kỳ là đặc biệt. Mà mình cũng méo biết là cái gì. Nhưng mà điểm đặc biệt của cái này, nó nằm ở đây nè. Ấy, ok chưa? Uầy, đây có phải là người anh em thất lạc của Morgan trong One Piece không nhờ? Sao mà giống thế nhờ? Wow, nghe hay phết đấy. Anh chà, thằng này được. Người nền ASMR tương lai chứ đâu nữa. Tiếp tục phát huy. Mày là đồng bọn của nó phải không? Dạ em biết gì đâu anh. Hai cánh tay này. Chú em thật là tội nghiệp. Anh tách nhầm chú em rồi.
lừa đảo thực sự luôn mọi người ạ. Đầu tiên cho một ít cà phê vào bên trong cốc, sau đó cho thêm sữa vào, nhẹ nhàng. Ôi, giật hết cả mình ạ. Nhưng mà đây không phải là cà phê sữa, mà là sữa vị cà phê mới đúng mọi người ạ. Mồm em dính cơm nè. Hay, anh được lắm. Ở đây mà lau mồm cho cô ta đi. Này em ơi, em hiểu nhầm rồi. Dê, cuối cùng cũng không phải trả tiền. Thôi xong, bà này bị lừa rồi mọi người ạ. Cuối cùng là thanh toán hết. Nhưng mà khoan, cái điện thoại, ông ấy để quên cái điện thoại. Ôi, trong cái rủi là có cái may mọi người ạ. Bán điện thoại đi là lãi rồi còn gì nữa. Xời.